Bác của Sản về kính chào cô chú anh chị Hôm nay ngày mới xin chúc à, được dồi dào sức khỏe ha Và công việc được thơm bồm xui gió nha Thì hôm nay gia chủ có ký gửi bên em à, à, một miếng đất dương nha anh chị Với à, ngang là đường đa này xe ô tô xe tải luôn là 10m7 Chiều sâu là 110m nha Nhưng mà đất mình nó là vô khoảng là 32m anh chị Bắt đầu nở ra là 14m dài hết đất anh chị ha Đất nó hậu rất là đẹp nha anh chị và cái đặc biệt thứ hai thì đất mình có thủ cư là 150 mét vuông nha cái hướng đất mình nằm đây là hướng bắc chị nào mà hợp phong thủy cô tuổi đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha vị trí đây là ở ấp Long Bình A xã Long Hưng huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang anh chị đi thẳng đường này là ra quốc lộ A là khoảng là một cây hai số là tới nha cái chỗ mà huyện cây quả miền Nam đó anh chị rồi để quay một vòng cho anh chị xem. Đây là số của mình. Nhà cửa rất là đông đúc nha. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị. Ở đây thì mình xài nước ngọt quanh năm. À, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn. Nên anh chị và cô chú rất yên tâm vấn đề đó ha. Còn cái hướng ngược lại ở đây á, anh chị đi học nè. Con cái đi học á, mình đi chợ nè. Rồi ra điện máy xanh nè. Quỹ ban á, đi đường này là khoảng là hai cây gửi số là khi mình chợ sờ hộp anh chị ha còn ở đây có cái chợ nhỏ thì khi mình ở Long Hưng á Quỹ Ban á thì khoảng là một cây gửi số là tới thì cái chợ Long Hưng thì nó nhỏ hơn ở chợ sờ hộp nha anh chị rồi để chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm ha đây từ cái ganh chỗ cây dừa nè anh chị đây bên tay trái màn hình đó, có cây dừa trái hoàng cây chị thấy không nè đó mỹ mương là đất của người ta chị ha còn từ cái dừa này nè và đất liền nè qua bên tay phải mình là 10 mét 10 mét 7 nha anh chị trên đất mà nó hiện tại thì có dừa nè thì hạnh nè mít nè sau bu chê nè đó hiện tại đang có quay lại luôn chị ha còn nếu chị ở thành phố Hồ Chí Minh á, tính từ bến xe miền Tây á, là về đây là khoảng là 61 km chị ha đây qua tới gần bên đây nè anh chị đây chỗ tay chỉ bên tay phải màn hình chị ha đó mình kéo một gào thẳng ra phía sau chị ha tại vì cái nhà đất bên đây thì cái nhà ở đây thì người anh còn bên tay trái là người úc đó thì cha mẹ đã chia rồi ra sổ riêng rồi nhưng mà chưa kéo gào đó mình về nếu mình mua mình kéo một gào từ cái vị trí cái ganh ở cái trụ này nè bê tông 2 mét nè thẳng ra phía sau nhanh chị ha tại để quay lại cái mặt tiền 10 m 7 một lần nữa cho anh chị xem 10 m 7 thì anh chị có thể cắt cái nhà phía sau mình làm giường nha chị ha thì được, thì giờ hiện tại có một số cây trái rồi về mình có thể sau mình cải tạo lại mình trồng thêm à, cây trái vô như sầu riêng à, hay là chú sữa anh chị ha mình trồng thêm vô những cây mình ưa thích tại đất mình Long Hưng này đó, đất rất là tốt trồng loại nào cũng được anh chị ha đây sao thấy không trái nè phía sau mình đó thì cái cây ít anh chị ha trồng cỏ còn ở khúc trên đây mới cái cây nhiều đó mình về cải tạo phía sau lại đây chủ đặt hệ thống ít quay hết rồi chị ha trên đất mình thì không có màu mã À không có dướng dây điện cho thế gì hết nha anh chị wow đủ đủ rồi chị ha trái nhìn rất là mê là chị ha là bưởi nè sờ cố gắng ra cái rành cuối cùng luôn ha, em chỉ rành giới cho anh chị và các cô chú mình nắm nha. Trái rất là nhiều anh chị, Saboche. Saboche trái quanh năm anh chị. Saboche thì hiện tại là dao động là khoảng 8.000, ngàn, 9.000 ngàn một ký chị ha. Ở đây thì mình dướng cái ao nhỏ nhỏ thôi, không có lớn anh chị. Đây có cái eo đây à, khoảng 3 mét chị ha bất sản đặc biệt cũng nhận ký gửi à, mua bán nhà đất anh chị và cô chú nào có đất nền đất công đất dương hay đất mẫu á, thì liên hệ với em số thoại một hình nha em sẽ ký gửi à, bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha đây đây có một cây vú sữa hoa wow, rất là lớn chị ha Hiện tại đang có trái luôn chị nha. Đây quay gần cho chị xem. Đây, trái du sữa nè chị. Ở phía sau thì có một số cây hạnh thôi. cỏ này á, thì chủ trồng là cho dê ăn anh chị ha đây mới cắt một mớ nè đây thì các chị cứ về cải tạo mà kéo gào lại đây mấy cái trụ này chị bên đây phải rồi thì chưa có mình để trái nè chị thấy không đây có trụ về mình kéo gào lại chị ha nãy em nói đó, thì từ chỗ cây vú sữa chị bắt đầu nở ra là 14 bốn mét chị ha về hết đất đã vô 32 mươi mét rồi là nở 14 bốn mét rồi đã từ cây vú sữa đó dài ra thẳng phía sau là 14 mét anh chị đất nó hậu rất là đẹp chị Rồi, để em về gà cái gành cuối cùng luôn chỉ gành giới cho anh chị và cô chú mình nắm ha cái gạo bên ta phải thì chủ kế bên đất mình làm rồi mình khỏi làm chị thôi mình làm mình trái với ở phía sau thôi chị ha đây có cái mương cái mương lẹn thôi đó, cỏ lên à. không có sâu anh chị thằng queo à đây anh chị về mình cất cái nhà nghỉ dưỡng đây rất là tuyệt vời ha sau mình trồng một số cây trái vô anh chị ha này mình kêu cô bé vô mình ban bằng thẳng lại anh chị xong rồi mình lên clip trồng trái cây anh chị ha tại à, phía sau em thấy cỏ rất nhiều trồng cho dê ăn với có mương nữa anh chị về mình kêu cô bé mình ban luôn đó đất mình nó đẹp lại anh chị ha giá chỉ có là một tỷ ba à, trăm triệu hơn chị ha này lên là tổng diện tích là một ngàn ba trăm mét vuông tính ra là một tỷ là một công á chị giá này em thấy cũng rất hợp lý ha đường ô tô á tỷ công thì cũng rất là rẻ rồi đây cái trụ bên trong bên tay trái màn hình anh chị cao khoảng là 2 mét nè đây là ranh giới cuối cùng của đất mình anh chị ha phía sau là chưa kéo gạo luôn anh chị nha rồi đến em tạm dừng video ha anh chị và cô chú nào quan tâm cái à, miếng đất dương nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên em xuống thoại hình. à, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị em xin nhắc là cái giá chủ ký gỡ một lần nữa nha là 1 tỷ à, 300 triệu nha cái này lên tổng diện tích là 1 300 mét vuông quý khách hàng cũng đừng quên bấm em like ha một chia sẻ ha một nút đăng ký giống hình để tương tác của em để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều rồi, đến em tạm dừng video. Xin chào và hẹp lại anh chị ở phần video tiếp theo.